Xin chào các bạn đã đến với trận đấu ngày hôm nay. Chúng tôi là bình luận viên của trận đấu. Giờ thì chúng ta hãy hướng về sân bóng thôi. Trận đấu sắp được bắt đầu rồi. Thật sự phải nói thì tôi nhìn thấy anh nhiều hơn cả nhìn thấy vợ mình cơ. Chúng tôi sẽ tiếp tục đồng hành cùng các bạn trong trận đấu ngày hôm nay. Vâng, xin kính chào quý vị và các bạn. Trước khi trận đấu này diễn ra khoảng 3 tiếng đồng hồ thì bên ngoài sân vận động đã có khá nhiều các cổ động viên đội khách đã đến để cổ vũ cho đội bóng con cưng của họ. Điều đó đã cho thấy được tình yêu mà họ dành cho đội bóng là lớn như thế nào. Mặc dù trận đấu chưa được diễn ra, những pháo sáng đã được đốt trên khán đài ảo của sân vận động. Điều đó đã cho thấy được sức nóng của trận đấu này. Vâng, đây có thể coi là một áp lực vô cùng lớn khi mà cổ động viên đội nhà đang tạo ra những âm thanh rất náo nhiệt. Các cầu thủ đội khách cũng cần giữ được cái đầu lạnh và sự tập trung cao độ. Bóng rất dễ dàng, giữ bóng rất tốt. Alcantara, không được rồi. Thôi tấn công. Thân trời. Một đường chân dài. Bóng rất đơn giản. Thầy Phong Ngự đang tỏ ra rất tập trung. Tarak. Sẽ có một tình huống ngã biên. Một quả ném biên. Chuyền bóng tốt. Trọng tài đã không ngần ngại rút ra một chiếc thẻ vàng. Góc sút là khá rộng và có thể nói đây là tình huống khá nguy hiểm. Chuyền vào. Tarak. Và phối hợp không thành công. Phối hợp khá đơn giản. Cầu về vẫn đang giữ được cự ly rất tốt. Tarak. Với những bản hợp đồng đắt giá và chất lượng thì có lẽ mùa giải năm nay đội chủ nhà sẽ khiến mọi đối thủ phải dè chừng. Đứng chung chuẩn xác. Rất tốt. Rất tốt game. Rafa. Một đường chuyền dài. Và phản công. Chuyền bóng tốt. Như vậy là một chiếc thẻ vàng đã được trọng tài rút ra.
chuyển vào trong. Vâng rồi, như vậy là lưới đã rút lên. Như vậy là sự bế tắc đã được khai thông và tỷ số bây giờ là 1-0. Một cú dứt điểm rất tuyệt vời, pha bóng thể hiện đẳng cấp rất cao của cầu thủ này. Trận đấu đang diễn ra rất hấp dẫn. Tỷ số trận đấu là 1-0. Chúng ta có thể thấy được sự gắn kết trong những pha tấn công của họ và đặc biệt là bàn thắng vừa rồi. Lối chơi truyền thống kiểu Anh là tạt cánh đánh đầu giờ đây vẫn được các câu lạc bộ như Manchester United hay Chelsea sử dụng khá hiệu quả. Rất nỗ lực. Mohamed Salah. Rafa. Fabinho. Đường truyền đã bị chặn lại. Matip. Cặp bóng rất dễ dàng. Có thể dứt điểm. Có mặt rất đúng lúc. Rất bình tĩnh. Tarot. Phút thứ 30 của hiệp 1 trận đấu. Jordan Henderson. Thiago. Rafa. Cú đá khá đơn giản. Không được. Mohamed Salah. Như vậy là một chiếc thẻ vàng đã được trọng tài rút ra. Fabinho. Cơ hội để phản công. Một pha phạm lỗi. Một đường tạt bóng rất nguy hiểm. Otamendi. Không được. Jordan Henderson. Rất tốt. Đánh đầu. Các cầu thủ cần chơi tập trung hơn. Mohamed Salah. Cầu thủ đang thi đấu rất hay và tạo ra không ít khó khăn cho hàng thủ đối phương. Jordan Henderson. Jordan Henderson. Chọc khe rất tinh tế. Như vậy là cầu thủ này đã rơi vào tư thế quý vị. Hiệp 1 đã khép lại. Sẽ có những toàn tính, những thay đổi về chiến thuật được đề ra trong vòng thay đồ. Và chúng ta hãy cùng chờ xem. Hiệp 2 đã bắt đầu và chúng ta cùng hy vọng sẽ có những thay đổi về chiến thuật cũng như lối chơi của hai đội sau giờ nghỉ. Vertonghen. Amate.
Jordan Henderson. Sẽ có một tình huống ngắm biển. Jordan Henderson. Các cầu thủ đang chuyền bóng cho nhau nhằm kéo giãn đội hình đối phương, đồng thời làm giảm nhịp độ trận đấu. Không về các quý vị. Như vậy là họ đã giành được quyền kiểm soát bóng. Tarap. Một đường chuyền dài. Pha xử lý rất cầu thả. Robertson. Chuyền bóng cho đồng đội. Phối hợp khá đơn giản. Phòng ngự rất chắc chắn. Fabinho. Otamendi. Jordan Henderson. Trận đấu đang diễn ra rất hấp dẫn. Pha góc xuống rất nhanh. Xuất hiện hơn. Như vậy là cách biệt đã được nâng lên thành 2 bàn. Một pha dứt điểm quá gọn gàng. Cú sút là không thể tốt hơn. Một tình huống mà thủ môn đã rất cố gắng, nhưng cơ hội để cản phá cú sút trong tình huống này là không nhiều. Cách biệt đã được nâng lên thành 2 bàn. Các cầu thủ cần phải thi đấu quyết tâm hơn nếu họ muốn tìm kiếm bàn thắng rút ngắn tỷ số. Mùa giải đã đi tới giai đoạn quyết liệt thì việc thiếu vắng một số những trụ cột sẽ dẫn đến những hệ lụy nhất định cho toàn đội. Việc huấn luyện viên sử dụng xoay cua một cách linh hoạt các cầu thủ dự bị sẽ có quyết định không nhỏ tới thành công của đội bóng. Chuyền vào. Jota. Robertson. Tarap. Đường chọc khe. Cơ hội. Thủ môn đã buộc phải đá bóng rời vì. Trận đấu đang diễn ra rất hấp dẫn. Không được. Mane. Phòng thủ rất hay, sẽ có quả ném biên. Tạt vào trong. Với những con người như thế này thì họ có thể phát huy hơn nữa những tình huống bật nhả trung lộ và sau đó tìm giải pháp bằng những cú sút xa. Các cầu thủ đang tỏ ra rất nôn nóng để tìm kiếm bàn thắng.
Robertson. Nhìn cái cách thi đấu của cả hai đội, chúng ta có thể thấy được thể lực của các cầu thủ đang suy giảm nghiêm trọng. Phòng thủ rất tốt, rất bình tĩnh. Các cầu thủ đang không giữ được bình tĩnh, đã xảy ra xô xát và họ cần phải giữ được cái đầu lạnh. Mohamed Salah, Mane. Rất tốt. Dứt điểm đi. Các cầu thủ cần chơi tập trung hơn. Jota. Sau trận đấu này, cả hai huấn luyện viên sẽ phải có cái nhìn khác về đối thủ của mình.